Kính thưa quý khán giả, để những người làm công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nâng cao kiến thức, kỹ năng về truyền thông nhằm đưa chính sách đến với người dân, giúp người dân hiểu rõ hơn tính nhân văn của chính sách và tự nguyện tham gia, góp phần mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo tinh thần nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau quan tâm công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với nhân viên tổ chức dịch vụ thu thuộc hệ thống bưu điện tỉnh. Nhân viên tổ chức dịch vụ thu thuộc hệ thống bưu điện đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần mở rộng và tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, bên cạnh một số nhân viên thu hoạt động tích cực hiệu quả, thì vẫn còn nhiều nhân viên thu chưa chủ động trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Nguyên nhân cơ bản do thiếu kiến thức và kỹ năng truyền thông. Do vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ nhân viên thu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới mục tiêu mỗi nhân viên thu là một tuyên truyền viên tích cực về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đánh giá kết quả những cái tồn tại về cái kỹ năng tuyên truyền thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng mở cái lớp đầu tiên nâng cao cái kiến thức về kỹ năng cũng như các cái hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thì thông qua cái lớp này, các cái học viên, cụ thể đó là nhân viên các tổ chức dịch vụ thu, thì hiện nay chúng tôi mới mở cho tổ chức dịch vụ thu của bưu điện, thì các bạn sẽ tự tin để mà có những cái kiến thức cơ bản nhất để mà đi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Thì trong đó chúng tôi tập huấn sâu về cái kỹ năng cũng như là thái độ, rồi kiến thức về kỹ năng, rồi những cái nội dung cơ bản mà cần trang bị để khi chúng ta ra truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Tại hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vừa qua, các học viên được truyền đạt 5 hình thức, 8 kỹ năng cơ bản trong truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cộng đồng. Các bước cần chuẩn bị cũng như kỹ năng thu hút, lôi cuốn người nghe, chia sẻ những câu chuyện, những kinh nghiệm trong quá trình làm công tác tuyên truyền, đồng thời hướng dẫn lập kế hoạch cho buổi truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Và để công tác vận động được thực hiện hiệu quả thì nhân viên thu phải am hiểu về chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó thì nhân viên còn phải có kỹ năng về tuyên truyền vận động người dân. Thì qua buổi tập huấn hôm nay thì qua những cái kinh nghiệm chia sẻ của bảo hiểm xã hội cũng như giữa các nhóm với nhau thì tôi cũng đề xuất với Bảo hiểm xã hội tỉnh là thường xuyên tổ chức các buổi hội nghị như thế này nữa, vì để cập nhật những cái kiến thức mới để có trao nhân viên đại lý thu có thể gặp gỡ, trao đổi những kinh nghiệm, những cái hay của nhau để mà phát triển tốt hơn trong công tác tuyên truyền của mình. Hội nghị trở nên sôi nổi hơn khi các học viên tham gia chia nhóm thảo luận, làm các bài tập tình huống thực hành tại hội trường. Một số học viên có những ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm hay trong công tác tuyên truyền tại địa phương. Báo cáo viên trực tiếp giải đáp những vướng mắc, góp ý những nội dung chưa hoàn chỉnh của học viên, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các nhân viên thu. Tại địa bàn huyện Đầm Dơi thì phía bưu điện huyện Đầm Dơi cũng đã kết hợp với các ủy ban xã, thị trấn ở trên địa bàn để ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn xã, huyện. Nhưng mà tuy nhiên qua cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì anh chị em đã có nhiều kiến thức mới, cập nhật những kỹ năng mới, các cái phương pháp tuyên truyền mới để nâng cao hiệu quả, cũng giống như là sẽ khi mà về địa phương thì sẽ nâng cao kỹ năng tuyên truyền kết hợp với địa phương để có những cái mô hình, những cái hình thức tuyên truyền nó hợp lý nhất để nâng cao cái độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Qua quá trình đào tạo tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì bên cạnh đó em tự tin khi tuyên truyền và khi tiếp cận người dân, khi như thăm hỏi sống đời sống kinh tế của họ để đưa ra hình thức tuyên truyền cho phù hợp. Sau hội nghị, các học viên chia thành các nhóm nhỏ trực tiếp tuyên truyền tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số khóm ấp trên địa bàn phường 5, phường 6 và phường 7 thành phố Cà Mau. Kết quả vận động được 8 người tham gia mới bảo hiểm xã hội tự nguyện, gia hạn và tham gia mới 14 bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Sau đây là tin tức bảo hiểm xã hội và hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau vừa tổ chức hội nghị tư vấn đối thoại với doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hiện nay, thành phố Cà Mau có 1.089 doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 25.903 lao động. Qua rà soát, có 106 doanh nghiệp với 2.801 lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, hội nghị mời 106 doanh nghiệp, nhưng chỉ có 6 doanh nghiệp tham dự. Đây là một trong những thực trạng trong việc tiếp cận tuyên truyền chính sách bảo hiểm đến các doanh nghiệp thời gian qua. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hùng Cường cho rằng, Quỹ Bảo hiểm xã hội mang tính chia sẻ rủi ro cùng người sử dụng lao động, người lao động, hoạt động theo nguyên tắc có đóng có hưởng. Do đó, doanh nghiệp nên chủ động tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Tránh các trường hợp người lao động chẳng may gặp rủi ro, ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động, thất nghiệp, không được hưởng quyền lợi do doanh nghiệp chưa đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành liên quan, đẩy mạnh tuyên truyền các luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động để chủ sử dụng lao động hiểu rõ và thực hiện trách nhiệm đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Nếu doanh nghiệp cố tình né tránh, sẽ có biện pháp xử lý theo quy định. Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, thành phố Cà Mau có trên 49.700 học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,76%. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trích chuyển 2,18 tỷ đồng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học. Trong 6 tháng đầu năm 2023, thành phố Cà Mau có 13.657 lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh từ Quỹ Bảo hiểm Y tế với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã có những chia sẻ về công tác vận động phụ huynh tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình, cũng như một số khó khăn trong quá trình vận động. Được nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế, đặc biệt đối với học sinh sinh viên hộ cận nghèo được hỗ trợ 70%, nhưng một số phụ huynh vẫn chưa tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình mà trông chờ vào các mạnh thường quân tài trợ. Một số trường phải ký hợp đồng với trạm y tế, phòng khám do chưa đáp ứng yêu cầu về cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Nghị định số 146 năm 2018 của Chính phủ. Nhân dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh trao giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023. Hỏi, con tôi 7 tuổi, có tham gia bảo hiểm y tế học sinh, con tôi bị bệnh tim bẩm sinh, gần đây đi tái khám, bác sĩ thông báo con tôi cần phải phẫu thuật. Cho tôi hỏi, con tôi có nằm trong đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế không? Nếu được thì làm thế nào để được hưởng ở mức cao nhất? Trả lời, qua thông tin bạn cung cấp thì con của bạn hiện đang tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm học sinh sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế có mã quyền lợi ghi trên thẻ là số 4. Mức hưởng khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến là 80% chi phí trong phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Để được hưởng đầy đủ quyền lợi nêu trên, khi được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật can thiệp tim mạch, bạn cần đưa con của bạn đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của con và xuất trình đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh thì cơ sở khám chữa bệnh sẽ hướng dẫn và chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho con của bạn theo quy định. Ngoài ra, trường hợp con của bạn được xác định đang tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên và có chi phí cùng chi trả của các lần đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, từ 1 tháng 7 năm 2023 là 10 triệu 800 ngàn đồng, thì sẽ không phải cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phần chi phí 20% còn lại, vượt quá 6 tháng lương cơ sở trong năm đó, ngay tại cơ sở khám chữa bệnh.